Vâng, hello, gửi đây chào đến bà con nha. Lời nói đầu tiên em Thịnh kính chúc toàn thể anh em sức khỏe nha. Anh em không, quá trời xe luôn nè, anh em qua lựa lái thử, chạy thử vô tư với em nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Thì trước mặt anh em mình là xe Evios đời 2015 bản E gia đình, nội thất kem, máy gầm êm, sơn si đẹp, ABS, túi khí quanh xe. Anh em mua về là sẵn đi, anh em về cứ chạy có thể là kiếm thêm thu nhập nè. Đó, đưa đón con đi học, chở gia đình. Đó, rồi anh em mình chạy dịch vụ vẫn được ha. Em này thì là bản E gia đình nha anh chị nha. Máy gầm êm sơn si đẹp, 4 âm đút còn mới vỏ về cui. Anh em mua về đi thôi, tích hợp xi nhan gương, máy gầm êm nha anh chị nha. Đó, anh em mua về đi. Máy này bảo hành cho anh em mình chạy nửa năm vô tư nha. Dòng Vios thì nó chạy rất là bền bỉ anh em nha. Anh em khỏi có sợ có lo ngại gì hết ha. Anh em mình thì cứ qua đi trăm nghe không bằng mắt thấy, anh em cứ chạy qua xem, lái thử chạy thử với em Thịnh ha. Đi một vòng bên ngoài cho anh em mình xem và đánh giá khách quan về xe này theo em nhận thấy nha. Xe này đẹp nha. Máy gầm em che chỉ nguyên bản nè anh chị ha. Đó, gầm bệ xuất sắc luôn. Gầm bệ nữa nè. Gầm bệ cứng thừ anh chị nha. Đó, không có một mọt gì hết, thật bao với anh chị luôn nha. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Có bán góp, có bán thiếu, có cho nợ. Ví dụ anh em mình kẹt tiền không đủ á, em bán xe này là 290. Dù anh em mình không đủ không, anh em mình đưa em là 270 triệu là em cho anh em mình lấy xe nha. Cho anh em mình nợ 20 triệu nha. Đó. Còn ví dụ anh em mình muốn mua góp thì liên hệ cho Hạnh qua số là 0393678727 ha. Mua góp thì được hỗ trợ 100 triệu, nhưng mà nếu anh em ở khu vực ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre thì khá là dễ đậu. Còn mấy tỉnh xa xa thì hơi khó đậu một tí ha. Thì khó đậu thì cho anh em mình nợ 20 ha. Đó, anh em nhìn là keo chỉ sùng chỉ 100%, đúng xe gia đình nha anh chị qua lựa chạy thử lấy thử cùng em nha. Đó, được cái xe này ngon cái nó là trần riêng và xe chạy mấy con 100.000 hơn à. Keo chỉ là riêng nguyên bản, túp lô túp ly rất là đẹp nè. Anh em mua về là sẵn đi không làm gì nữa nha. Gương kính chỉnh điện gập gương, vô lăng trợ lực, âm thanh nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ. Anh em nào muốn lên màn Android thì lên nó tầm khoảng chừng cỡ 3-4 triệu ha. Đó, em có hỗ trợ cho anh em mình luôn nha. Túp lô túp ly anh em thấy nè, trần cũng trần riêng rất là đẹp và mới nè. Đó, dàn ghế dàn bọng anh em nhìn, dàn sàn cũng vậy nữa nè, đẹp lắm chị nha. Anh em mua về đi ngay thôi, không có làm gì nữa. Tem bọng nhãn mát nè. Đời 2015 nè anh em ha. Giúp cái capo cho anh em mình xem nha. Đó, anh em ha. Capo sao keo chỉ nữa nè, 100% luôn anh em ha. Keo chỉ sùng chỉ riêng hết cả xe anh em nha. Bao xài bao chạy mà em lo gì không? Nó hơi dơ dơ cái này hơn tí xíu cho nhân viên nó vệ sinh nó rửa lại. Bồn điện máng xối nè 100%. Tí xíu em về được con Vi ơi, con gì ta? Con City số tự động đời 2016 nữa anh chị ha. Có 330 triệu ha. Còn con 2019 lướt thì em bán 378 triệu ha. City còn mấy xe lần á. Còn một con 2014 mẫu cũ mà máy mới tự động em bán 305 triệu nữa. Đó, anh em không? Nhiều xe lắm. Anh em qua lựa chạy thử lấy thử vô tư với em Thịnh ha. Có xem là có bớt rồi, bây giờ để em giật cái capo cho anh em mình xem cái phần tiếng máy nha. Anh em không, teo ABS túi khí đầy đủ nè. Và đặc biệt hơn là đăng kiểm vào tháng 6 2024 nha. Xe thì nó hơi bụi hơi dơ tí xíu anh em rửa là mới tin rồi chứ đâu có gì đâu. Để giật cái capo cho anh em mình xem nha. Anh em không, xe thì quá trời luôn nè, anh em qua lựa lái thử với em nha. Máy rất ơi là êm anh chị nha. Con này bán bảo hành nửa năm cho anh em chạy vô tư, Vivo vô tư luôn anh chị nha. Cái máy anh em nhìn nè, không thấy một cái rung lắc gì luôn ha. Máy cực kỳ dễ máy luôn anh chị không. Cái máy nè. Xe này mà anh em qua có đổ hơi đổ khói em tặng chiếc xe này cho anh em mình luôn nha. Không cần bán nha, em tặng anh em mình nha. Tặng làm quà. Đó, em cực kỳ luôn, không thấy tiếng động lạ luôn. Bon điện keo chỉ 100%, ốc capo chưa có dấu mở anh chị nha. Anh em mua về là sẵn đi thôi. Bao xài mà lo gì. Anh em thích xe này thì liên hệ cho em qua bản nhân qua số 0866 6789 71 ha. Hoặc cường 0834 33 3371 nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Và địa chỉ thì anh em cứ gọi lên Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới rồi. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký để mình cập nhật nhiều video hơn từ bên em Thịnh nha. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau.